Chuyện tình kể trước lúc rạng đông. Chương 15. Cô để anh ngồi xuống ghế xong, lại quay ra dìu mẹ. Nào, mẹ ngồi xuống đây, lấy khăn lau nước mắt đi. Khiếp, hai người làm con hết cả hồn. Cô rót nước ra chén, mời hai người như mời khách, rồi rủ bà mẹ nuôi. Mẹ Cúc ơi, con với mẹ đi nấu chè ăn nhé. Hôm qua, trường họ chia cho con tới 3 cân đường. Người đàn bà tốt bụng trước cuộc gặp gỡ đó cũng rơm rớm nước mắt. Nghe Hằng Hoa nói, vội vàng lau mặt rồi đi ngay. Trong phòng còn lại hai người. Họ không làm được điều gì hơn là lặng lẽ khóc. Người đàn ông nuốt những giọt nước mắt nóng vào mặt của Hạnh Hoa, rồi khẽ nói: Vì sao em lại không? Người đàn bà lắc đầu: Chị không thể trả lời anh. Bao giờ anh cũng tốt và đơn giản như thế, chị làm sao có thể yêu thương một người đàn ông khác? Tình yêu của họ quá đau khổ và mạnh mẽ, vì thế chẳng ai còn đủ sức để tìm tới một tình yêu khác. Thượng tá Vũ Sinh hối tiếc khoảng thời gian ngắn ngủi sau ngày giải phóng. Anh đã không hề viết một dòng hỏi tin tức chị, và anh cũng không mua được cho chị một món quà, dù là một chiếc mùi xoa. Vậy mà anh là một trong những người đầu tiên đã tiến vào giải phóng Sài Gòn, đi qua những dãy phố ngổn ngộn hàng hóa. Nhưng anh còn có thể vớt vát được lỗi lầm của mình. Anh xin được trở ra miền Bắc. Cấp trên đồng ý cho anh về trường huấn luyện sĩ quan cách Hà Nội không xa. Như thế, anh có nhiều thời gian gần gũi chị hơn. May mắn cho Hằng Hoa là một cô gái hiểu biết và không ích kỷ. Cô tán thành tình yêu của mẹ với chú Vũ Sinh. Thậm chí, cô còn trêu cợt: Hai ông bà già quê quá, hay xấu hổ quá. Vũ Sinh tìm được những tháng ngày êm ấm, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi mặc cảm cuộc sống chung của anh và chị là một cuộc sống ngoài pháp luật. Nó phải nương nhờ sự chở che và khoan dung của mọi người, từ những người láng giềng tới những đứa con, từ ông thủ trưởng cơ quan đến người lính gác cổng, và mặc cảm đó cứ theo đuổi hai người trong một đoạn đời dài. Họ không dám đẻ con, mặc dù họ dư khả năng đó. Hai người ai cũng mong ước nhưng không dám nói ra. Đừng nói ra những điều làm anh thêm đau đớn. Họ hiểu thế. Nhưng ước mơ thầm lặng đó vì không được thỏa mãn cứ len lỏi trong tim họ, cắn rứt tới xót xa. Nỗi xót xa ngày một tăng lên theo số tuổi của người đàn bà và những sợi tóc bạc dài trên mái đầu chị. Cuộc sống đó kéo dài 6 năm, cho tới khi đứa con trai Vũ Sinh biết rõ mọi chuyện, trở về quê, thúc ép mẹ viết đơn ly hôn lần thứ hai để giải phóng cho bố. Liệu chấp thuận, và chị đã 50 rồi. Tình yêu trong chị đã chết, cả lòng ghen tuông và ý muốn trả thù. Chị đã trở thành một bà già béo tốt, nhưng ăn nói lẩn thẩn, và Hạnh Hoa cũng đã 50. Cuộc hôn nhân tới với chị quá muộn màng. Chồng chị lúc này là Thượng tá Vũ Sinh, 53 tuổi. Anh còn khỏe, nhưng tóc cũng bạc hết. Họ cưới nhau đầu năm 1983. Từ ngày đó, cuộc sống chung của họ mới được coi là chính thức. Họ có quyền sóng đôi đi cùng nhau trước mặt những người láng giềng. Sau 2 tuần lễ chung sống, Đại tá Vũ Sinh phát hiện ra vợ thường bị những cơn đau đầu đột ngột vật vã. Lát sau, cơn đau qua rồi, chị hồi tỉnh. Chị nói với anh rằng, chị bắt đầu bị những cơn đau đó từ những năm 1972, khi nghe tin anh chết dưới chân thành Quảng Trị. Đại tá Vũ Sinh đưa vợ vào quân y viện 108 khám. Bác sĩ trưởng khoa, vốn là bạn từ cuộc kháng Pháp, nói với anh:
đừng nói cho chị ấy biết gì cả. Sống với nhau được ngày nào thì sống hết mình đi. Đại tá Vũ Sinh đưa vợ ra khỏi viện với gương mặt vui vẻ. Các anh ấy bảo dùng thuốc nam sẽ khỏi, vừa uống thuốc vừa bồi dưỡng. Về nhà, chị thấy anh chi tiêu hoang phí đột ngột. Anh may cho chị một lúc 5 chiếc áo, mỗi áo một loại màu và hoa. Anh đưa chị đi ăn tiệm ở phố luôn luôn. Anh sắm những thứ đồ chơi linh tinh mà chị vừa để mắt tới. Hạnh Hoa kêu lên, anh điên à, phá hết cả tiền ra. Hai người dự định sẽ sắm một mảnh vườn và một ngôi nhà nhỏ để nghỉ hưu ở đó. Đại tá Vũ Sinh cười, từ nay tới lúc chúng ta về hưu còn lâu, bà hay lo ạ. Đêm đêm, khi chị ngủ, anh thường chống tay, nhìn đăm đăm vào gương mặt chị. Cặp lông mày cong tự hai nét vẽ, đường tinh mũi, nét lượn của vành môi trên. Những hình ảnh bao lâu nay đã hiện lên trong những giấc mơ, những đêm trằn trọc, khi anh nằm nghe gió rít quanh những ngọn đồi thông của trường huấn luyện hoặc nghe bom gầm rít trong chiến trường. Lúc ấy, chị xa cách thế. Bây giờ, chị nằm trong vòng tay anh, không còn cản trở, đầy ải họ. Không còn cơn mưa nào, bến xe bặm bụi nào, quán nước dơ dáy nào hành hạ họ. Không còn ai. 4 tháng 10 ngày sau khi tới viện khám, Hạnh Hoa qua đời. Bác sĩ tạm thời kết luận chị bị ung thư não. Đám ma người đàn bà đó, rất nhiều xe và rất nhiều người đưa. Đường tới nghĩa trang bụi bặm nhếch nhác như mọi con đường ở ngoại ô thành phố. Đoàn người đi sau linh cữu lặng lẽ, tất cả đi bên nhau, mỗi người đuổi theo một ý nghĩ. Chôn cất vợ xong xuôi, đại tá Vũ Sinh gửi đơn lên cấp trên yêu cầu cho anh trở lại Đắk Lắk. Ở đó anh sẽ lãnh đạo một lữ đoàn vừa chiến đấu chống Phỉ, vừa khai thác gỗ, trồng ngô và nuôi ong mật. Mảnh đất đã gắn bó nhiều nhất với anh trong 10 năm chống Mỹ, ý muốn của anh được chấp thuận. Đại tá Vũ Sinh thu xếp xong mọi việc, chuẩn bị lên đường. Anh mua một bó hoa trắng, những bông huệ trắng, những bông hồng trắng và những bông ngọc lan, hái nguyên cảnh. Anh xuống nghĩa trang thăm vợ. Cỏ mọc lưa thưa trên mộ Hạnh Hoa, thiếu hoa, những nấm mộ lẻ loi, buồn bã. Người đàn ông đặt bó hoa trước tấm bia, đốt cả một nắm hương cắm trên mộ. Anh cứ đứng như vậy mãi, thì thầm với con người đã xa cách. Người đàn bà là người yêu của anh trong 25 năm, và là vợ anh trong 6 tháng 7 ngày. Nếu anh mang em đi được, anh thì thầm với chị. Nếu anh mang em đi được, anh sẽ ủ em trong tấm áo này và mang vào trong Đắk Lắk. Ở đó, chúng ta sẽ quên những gì cay đắng trong quá khứ. Ở đó, chúng ta sẽ khai thác gỗ, đóng giường cưới cho những cặp tình nhân. Chúng ta sẽ trồng ngô, chúng ta sẽ nuôi ong mật. Anh sẽ ủ em trong vạt áo này, đem theo trong chuyến bay ngày mai. Anh thì thầm với chị, và chợt nhớ lần đầu tiên Hạnh Hoa lên trường. Khi anh đưa chị ra bến xe, trời đổ cơn mưa, dưới mái lều rột, nước chảy đầm đìa, anh mở hai vạt áo khoác sĩ quan, ủ chị vào lòng. Tấm thân bé bọc, lạnh giá của chị nóng lên vì hơi ấm từ ngực anh truyền sang. Rồi chị ngước lên, tìm môi anh, họ hôn nhau. 25 năm, không thể nào quên được nụ hôn đó. Giá giờ đây, anh có thể mở hai vạt áo ra để ủ chị như xưa, như ta ủ một con chim sẻ vậy. Người gác nghĩa trang tới sau lưng anh, nhắc rằng đã tới giờ đóng cửa. Đại tá Vũ Sinh gật đầu. Anh nhìn đăm đăm những bông hoa trắng đặt trước mộ, những bông hoa riêng của người anh yêu dấu, riêng của tình yêu. Anh nghe tiếng người gác nghĩa trang nhắc anh lần nữa. Anh quay lưng bước ra. Nắng chiều chiếu trên mái tóc trắng phơ của người đàn ông hiền dịu đó.
Quảng Bá 1983.